trong thành phần của đội tuyển Thái Lan được huấn luyện viên Akira Nishino triệu tập, ta dễ dàng nhận diện nằm ngòi nổ chủ lực mang đến sức mạnh cho hàng công của vòi chiến. Không cần phải bàn cãi, Chanathip Songrajit chính là linh hồn trong lối chơi tấn công của đội tuyển Thái Lan trong những năm trở lại đây. Anh đang là ngôi sao sáng và là cầu thủ đắt giá nhất của bóng đá xứ sở trù vàng. Hiện tại, Messi Thái thường xuyên được ra sân thi đấu tại giải đấu hàng đầu Nhật Bản trong màu áo của Consadole Sapporo. Vũ khí lợi hại nhất của tiền đạo này chính là khả năng đi bóng kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng những cú dứt điểm hiểm hóc. Chơi ở vị trí số 10, hầu như tất cả các pha lên bóng của vòi chiến đều phải qua trạm trung chuyển số 18. Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng đội trưởng Quế Ngọc Hải của đội tuyển Việt Nam đều nhận diện Chanathip là ngôi nổ nguy hiểm số 1 của đội tuyển Thái Lan. Thi đấu ở vị trí hậu vệ trái, Thiraton Bunmadan là một bộ giáp công rất đáng chú ý của đội tuyển Thái Lan. Từ triều đại của Kiatisak, số 3 đã chiếm trọn niềm tin của ban huấn luyện và từ đó trở thành hậu vệ cánh xuất sắc nhất bóng đá nước nhà. Thiraton rất mạnh trong những pha leo biên và tạt cánh. Với cái chân trái rất ngoan, số 3 thường xuyên tạo ra những sóng gió cho hành lang cánh trái. Ngoài khả năng hỗ trợ tấn công, anh còn rất quyết liệt trong những tình huống tranh chấp bóng. Một cầu thủ cũng đang thi đấu tại Nhật Bản là Titifan Bonchan, cũng đang là một cái tên mà đội tuyển Việt Nam phải hết sức lưu tâm. Titifan chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và nổi bật với khả năng quán xuyến tuyến giữa, phân phối bóng và tung những cú sút xa trái phá. Còn nhớ ở trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam tại King Cup 2019, trong bối cảnh Chanathip vắng mặt vì chấn thương, chính số 8 là người đã thi đấu tích cực và nhiệt huyết nhất ở hàng tiền vệ đội chủ nhà. Anh thường xuyên có mặt ở những điểm nóng và có những pha xử lý rất kỹ thuật. Người hâm mộ Việt Nam không còn quá xa lạ với cái tên Ritten Đỗ, một cầu thủ gốc Việt, hậu vệ cánh phải đang trong biên chế của Bangkok United cũng nổi lên từ thời đại của huấn luyện viên Kiatisak và để lại rất nhiều ấn tượng. Ritten Đỗ là một cầu thủ chơi rất mạnh mẽ, thể lực lên công về thủ nhịp nhàng, trong những pha tranh chấp tay đôi hoặc đua tốc độ khiến khi số 19 thất bại. Anh là một ngòi nổ rất lợi hại ở hành lang cánh phải của đội tuyển Thái Lan và cùng Thiraton tạo ra những bài tấn công biên rất sắc nét. Là một trong hai tiền đạo được triệu tập đợt này, Subachai vẫn có chút nhỉnh hơn so với Chanaan Bonbukpa. Tuy chỉ mới 20 tuổi, nhưng tiền đạo của Buriram United đã có những kinh nghiệm thi đấu quốc tế dàn dày và cũng chứng tỏ được bản năng săn bàn của một tiền đạo số 9 thực thụ. Hẳn người hâm mộ Việt Nam cũng chưa quên cú ra chân đưa bóng chạm cục dọc khung thành Văn Lâm của Subachai trong thời gian hiệp 1 trận bán kết King Cup 2019. Anh luôn chứng tỏ được khả năng của mình mỗi khi có bóng trong vòng cấm và với chiều cao 1m83 khá lý tưởng, Subachai cũng là một điểm đến đáng tin cậy của những tình huống tấn công biên, tạt cánh của đội tuyển Thái Lan.